Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Tải Miền Nam. Lại là em Nhật Hyundai đây. Hôm nay thì bên em vừa về 3 chiếc Mighty 100 SL đời 2024. Hai xanh một trắng. Mighty 100 SL có tải trọng là 6,8 tấn. Thùng dài lọt lòng 5m75, rộng 2m050 và cao là 1m880. Trên thị trường thì gần như dòng Mighty 100 SL 2023 đã hết hàng rồi nha quý anh chị. Vì số lượng xe 100 SL nhà máy Hyundai Thành Công sản xuất lắp ráp cũng tương đối ít nha quý anh chị, không có nhiều. Nay thì bên em đã đưa được 3 xe đời 2024 về rồi. Trong cái thời điểm mà hết xe đời 2023 thì cũng có rất nhiều khách hàng hỏi em về dòng này. Một số khách hàng có chạy cái sản phẩm Mighty X8L nhưng mà khách hàng không thích chạy những dòng xe tải máy nó nhỏ nên họ tìm kiếm cái dòng Mighty 110SL này có cái máy lớn chạy cho nó khỏe. Mighty X8 thì theo ý kiến đánh giá cá nhân của em thì nó thuần đường trường nên anh chị nào mình chạy đủ tải thì nên sử dụng nha quý anh chị, vì đủ tải thì xe chạy rất là tiết kiệm dầu, đâu đó nó khoảng cỡ tầm 12 lít 13 lít nha quý anh chị. Cái mức độ tiêu hao nhiên liệu thì cũng tùy thuộc vào từng tài xế và từng cung đường vận hành đấy. 110SL màu trắng 2024. Hộp số thì bằng hợp kim nhôm. Đấy. 5 số nha quý anh chị, 5 số. Xe số sàn. Động cơ thì D4GA. Dung tích xi lanh thì 3.9 lít. Công suất cực đại thì 150 ngựa. Mô men xoắn của Mighty 100SL thì rất là khủng nha quý anh chị. Nó lên tới là 579 Nm. Về dòng 100SL thì nếu anh chị chạy 100 km thì nó tiêu hao nhiên liệu cỡ khoảng tầm 14 đến 15 lít. Khi mà mình mới lấy xe thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu nó sẽ cao hơn nha quý vị. Vì nó chưa tính toán được cái phần tiêu hao nhiên liệu. Mình chạy một thời gian khoảng cỡ 1000 cây thì bắt đầu nó ổn lại. Về dòng này thì nồi đồng cối đá thôi. Nếu mà nói về dòng xe tải ga điện thì Mighty 110SL, Mighty 110SB, Mighty 100XL thì được coi là nồi đồng cối đá. Khung gầm thì rất là chắc chắn rồi. Khung gầm của dòng này rất là chắc chắn nha quý anh chị. Dàn chassis này. Cái này là loại mẫu cũ nha quý anh chị. Về dòng 110SL nếu mình quá tải này thì khả năng nó cả nhíp này, với lại cả ở đây. Còn X8 thì cái khoảng cách này nó làm rộng ra và ở vị trí này cũng làm rộng ra này. Rồi mình quá tải nó không có bị cả vào nhau nha, không bị cả vào lốp này, hai lốp cả vào nhau này và không có cả vào nhíp này. Lốp của Mighty 100SL thì là lốp Maxxis 825R16. Lốp này có ruột nha quý anh chị. Đây mình xem ở vị trí này này. Đó. Nếu mà lốp không ruột thì cái chỗ này nó liền này, cái van nó liền với cái mâm. Và chỗ này nó kín nha quý anh chị. Còn lốp có ruột là lốp có sâm ấy. Thì mình nhìn này, nhìn cái van nó không liền với cái mâm. Đó, nó đi vô cái sâm này. Đó. Và ở trên cái lốp nó có ký hiệu nha quý anh chị. Ký hiệu. Đây, Tupper Thai. Tupper Thai là lốp có ruột, còn Tupper Led là lốp không ruột.
Hiện tại thì em đang sắn chassis, chưa có lên thùng. Nếu anh chị nào mình có nhu cầu cần tham khảo cái dòng 110SL đóng thùng bạt, thùng kín, thùng đông lạnh, thùng lự thì alo cho em Nhật Hyundai để em tư vấn và hỗ trợ mình làm hồ sơ ngân hàng hoặc là mua tiền mặt nha quý anh chị. Đây, về dòng họ Mighty 110SL, về dòng họ Mighty 110S thì nó đang có 3 cái phiên bản nha quý anh chị. Đây là New Mighty 110SB này. Đấy. Hồi xưa thì cũng có một cái dòng sản xuất đầu tiên thì nó là New Mighty 110S, và ở bên cái cửa này là ghi F140 và hộp số là hộp số bằng sắt. Còn cái dòng xe nâng cấp, cái động cơ thì nó là New Mighty 110SB, và mình để ý ở chỗ cánh cửa này nó là F150 và hộp số là hợp kim nhôm. Thùng dòng này thì nó chỉ được 4m9 thôi, còn dài hơn xíu là New Mighty 110SL thùng 5m75, và dài nhất ở phân khúc 110S là New Mighty 110XL, con này cũng F150 và thùng dài 6m3. Đấy, xe này thì em đang có sẵn này, có sẵn thùng mũi bạt 7 bừng mỡ. Xe đời 2023 nha quý anh chị, con này 2023, con này cũng là 2023 luôn, tại vì dòng xe này sản xuất rất là nhiều, còn 110SL thì sản xuất với số lượng ít nha quý anh chị. Đó là về dòng Mighty 110S, SL, SB, XL. Bên bãi xe em thì đang có sẵn mấy cái dòng này nha quý anh chị. Anh chị cần xe thì alo cho em Nhật Hyundai để em tư vấn và hỗ trợ mình.